chào cả nhà. Bữa nay mình đi qua thăm vườn với lại bữa nay ở bên đây bẻ dừa cho nên mình đi qua bên đây mình liếm dừa. Mấy trái xài á, mấy trái xài này nè, lần trước mình qua là nó mới có tí theo vậy nè, mà nay nó lớn lẹ ghê luôn. Cái loại xài Đài Loan này nó lớn nhanh lắm. Cái cây đằng kia cũng vậy nữa, trái của chảng luôn rồi. Cái này khoảng chừng 10 15 ngày nữa là mình qua là già hết luôn á. Này là trái xài. Là quý. Ê, cái này bị hư rồi. Này bị hư rồi, nứt rồi. Thì chỉ thấy nó vàng. Nè, cũng quá chừng luôn nè. Mình lại mình thăm cái cây chima của mình đi. Sao chú bẻ dừa nói cái cây chima chín mà mình đâu có thấy nó chín đâu. Cây chima đó chút xíu à. Hồi nãy chú nói với mình là đây là cây mai chín mà hình như có con cây mà đúng không? Ủa chú nói đâu ta? Hay là chú lộn với cái tái màu vàng vàng ngoài đây? Ừ. Cái chú lộn với trái xài quá à. Không phải, tái màu vàng vàng á, tái gì? Tái màu vàng vàng nào? Tái màu vàng vàng ngoài mé đó đó. Còn ông gì ta? Hồi nãy mình với anh qua chạy ngoài đường. Cái không thấy gì ngoài đường mà chạy ngoài đường lớn luôn nha. Cái tự nhiên không vậy ha, có một cái cơn gió. Có một cái cơn gió nó ào vô mặt mình. Cái mình ý là mình có đeo khẩu trang nè, mình có đeo mắt kiếng luôn. Mà làm nó văng vô mặt mình bụp luôn. Mình không biết cái gì. Hang cuối cùng mình quay xuống hang. Ông mà không biết ông gì luôn nữa. Ôi nó trào vô vậy nè, hang nó dính trên quần áo nè, hang dính trên khẩu trang, cái khó con nó bay vô đây luôn. Cái mình hoảng hồn, cái mình sợ quá, cái mình lấy tay mình dít nó ra, cái cuối cùng mình bị hưởng một dít. Nè mới đây mà nó sưng rồi nè, thấy không? Nó căng căng lên đây nè, nè nó chích ngay đây nè, giờ lỡ cứng rồi nè, nè thấy không, nó đỏ rồi nè, là một chút xíu là bàn tay mình đó nè, là nó vừa ấy xong là bắt đầu nó chạy nọc lên rồi, nó dây rần là nó ngứa nè, tay mình nó cái thịt của mình nó độc lắm, nè, lên tới trên luôn rồi nè, cái thịt của mình nó độc lắm, chỉ cần ông chích một cái thôi là nó sưng nguyên một cái bàn tay luôn. Còn nếu mà tại vì hồi nãy nó dính ở trong ngay khẩu trang trong áo nè, mình sợ là nó chích cái mặt làm nó sưng nguyên cái mặt luôn á, chứ không phải là nó sưng giống như mặt qua hôm bữa đâu. Mặt mình nó thịt mình nó độc lắm. Cuối cùng vậy nó bị hưởng vùng dít ngay tay rồi. Cái gì mà vàng quá? Cái gì chị bán ăn á? Cái này cà đa hả? Không phải. Cái gì? Tắc đó hả? Không phải. Cái gì không nhớ. Lấy cối này nè, thấy rồi nè, cái trái hồi nãy chú chỉ nè, trời ơi à, nè, cụ đã quá nè, không biết cái gì luôn nữa, không nghe mùi gì hết, sao không nghe mùi gì hết trơn á, ủa mà nó bự lắm luôn á, vậy là biết chín rồi nè, hai xuống, nè, sao cái trái này giống trái vú sữa vậy ta, nè. Cái tay của mình à, mới đây cách đây 5 phút thôi á, mà giờ nó mập lù rồi nè. Nó ha, hay cưng ghê chưa. Thịt của mình nó độc lắm luôn. Chút xíu là nó sưng hết luôn, bàn tay tao lên tới đây luôn nè. Ôi đảo. Ê, đây còn trái nữa nè. Đây nè. Ôi đã chưa. Đó, để mình bứt cái đã. Ôi. À, ôi. Mềm luôn rồi. Mềm luôn. Ồ, đã quá à. Cầm đi. Kìa, nó còn không thấy nữa nè. Ủa, nè, vậy là chín chưa? Thấy cũng chín rồi đó, cũng mềm rồi đó. Tha bẻ luôn. Tại vì mình ít qua vườn á. Ồ, đã quá nè. Bên kia còn trái mình chưa chín. Đây cũng còn trái nữa. Em nói luôn đi, để mà móc mình đâu có qua đâu. Vàng vậy là chắc là chín rồi đó. Nó cũng mềm mềm rồi nè. Ủa chết rồi, hái vậy không phải rồi. Vậy nó vậy chứ vậy nó khác nhau. Vậy nó nở. Còn này nó không nở. Chết rồi, vậy là mình thấy vậy rồi hả. Mà thế này đã không nè, cô nè. Đã không? Đã thiệt chứ bộ. Ôi.
Thiệt nè coi nè. Ui, nó vàng, hắn nó vàng, nó có hộp bóng mà nó tròn nữa. Đã gì đâu á. Chết rồi, giờ là cái này mình thấy lầm rồi, cái này thì được nè. Từ từ nó vàng rồi, từ từ nó thấy. Cái này mình thấy lầm rồi, mình tách cho thử ha. Không được. Đi về. Còn cái này nữa không? Thì dưới đây còn cái sắp chín nữa nè. Nhưng mà chưa. Đã quá. Vừa của mình đếm xong rồi. Được 120. Được 416.000. Rồi bây giờ lấy 416.000 về đi chợ mua đồ ăn cơm. Nè, giờ mình đem 4 trái vú sữa này về. Chắc ăn được có 3 trái quá. Trái này chắc chưa ăn được. Đảo á. Mình về nhà rồi nè. Hồi nãy hái được trái mà ăn được luôn là có 2 trái thôi. Mình ghé mình cho chị Hai hết trái rồi. Tại dù gì cũng công của chị Hai trồng. Để cho chị Hai ăn cho chị Hai biết. Rồi mình đem về nhà một trái. Rồi đây. Đây là cái tay của mình. Hồi lúc nãy là chưa có gì hết. Rồi giờ nó sưng thù lù lên luôn rồi. Giờ là không có cầm được nữa. Nó căng cứng ngắc mà nó cứng đơ luôn rồi. Không có cầm được. Giờ chỉ xài được có một tay thôi. Bây giờ mình cắt ra cho cả nhà ăn thử. Trái vú sữa này là hồi cái đợt đầu tiên á là người ta lên báo lên tình hình dữ lắm á, trái vú sữa hoàng kim này nè. Ôi, cái vỏ nó mỏng nè. Ôi đất ơi, nhìn nè. Trái này không nghe mùi gì đầu bán mắt lắm á. Không nghe mùi gì á. Sao cái người ta trồng cái giống ta trồng. Công nhận cái vỏ nó mỏng ghê luôn chứ bộ. Bây giờ mình cắt ra. Cắt nhỏ nhỏ đừng mấy trái gọt cho dễ. Ừ. Học. Học. Đây bà cắt ra. Cái vỏ nó mỏng quá. Hồi nãy á, mình cái tự mình tưởng đâu cái trái vàng vàng á, mất cái hộp. Cái hộp gì to dữ vậy? Cắt gì mà xấu xẹo vậy? Có cắt phần ba nè. Mình tưởng đâu là mấy cái trái mà nó có đốm vàng thì chắc cũng chín, ai dè đâu là nó tròn lên đều như vậy là nó mới chín nha. Hai trái kia mình hái sữa hoàng kim hả? Vú sữa hoàng kim. Vỏ gọn vậy nè. Mỏng luôn á. Gọn vậy mà nó tên nó đẹp quá ha, vú sữa hoàng kim. Má cũng đẹp nữa. Ừ. Thấy đẹp. Xin mời cô bà, ông bà cô bác. Mời cả nhà ăn thử nha. Ăn thử này ngọt không? Đi. Xin mời cả nhà ăn thử vú sữa hoàng kim. Ồ coi nè, trong này ngọt ngon. Y như vú sữa vậy chứ gì? Ủa cái này mọt cái hộp quá. Mọt cái hộp mà sao nó bự dữ rồi dằn luôn á. Để trồng thử coi được không? Ừ. Không. Không ngon vú sữa kia. Nó ăn cái mùi vị nó cũng không giống vú sữa lắm nữa. Ăn thử nè. Để cắt cái này ăn nó dễ ngắt hơn vú sữa kia. Nó không ngon. Vú sữa kia ngon không? Nó đẹp thôi à, chứ không ngon. Nó hộp to quá. Nó hộp nó bự chả à. Chà bá luôn á. Hộp con trú à. Đã. Nó không có dẹp như học kia hả? Mà cái vị của nó, cái mùi của nó không giống vú sữa luôn. Mùi của nó thơm luôn rồi. Rồi ăn thử coi. Này để ăn vú sữa là gàng ngon hơn. Đúng rồi. Theo con thử ăn thử coi. Nó có cái vị gì á. Cái mùi á, cái mùi khoai lang luộc. Phải mùi khoai lang. Cái mùi khoai lang, khoai luộc. Ai kỳ đó, mẹ mua hai cái về đồng mệt á. Vì chắc đốt dục quá. Trồng có 18 tháng có trái à. Mà nhiều người cũng vú sữa hoàng kim trồng nhanh lắm, 18 tháng có trái à. Mà cũng nghe nhiều người ta nói là ăn không ngon. Nhưng mà kiểu như nó được cái màu sắc đẹp để làm quà tặng là còn biếu. Còn ăn không ngon biếu người ta là đẹp, đẹp mà không ngon biếu người ta thật cũng cái nhiều đẹp, người ta ăn vỏ luôn rồi. Người ta đó ăn tới vỏ luôn á. Ừ. Vỏ mỏng nhánh à. Rồi. Đó vỏ không? Hồi nãy thấy về là nôn về nhà đặng ăn thử coi nó ra làm sao á, nhưng mà theo như con thấy không ngon. Nói chung là ngọt. Nó ngọt, nó cũng có cái vị sữa sữa giống như là vú sữa nhưng mà nó không có cái vị thơm, nó không có cái mùi thơm giống như vú là vú sữa. Vú sữa này là nó giống cái vú hoàng kim. Không,
cái mùi nó giống như sữa đặc á, mùi đúng giống rồi, nó cũng sữa có mũ nè, có mũ sữa thôi à. Có mũ, có mũ. Cái vị ngọt á, ngọt, cái vị ngọt nó ngọt, cũng ngọt ngay à, cũng ngọt lắm, ngọt ngon mà ngọt không? Nhưng mà cái vị, tại vì chơi dở là do là cái tên nó là lấy tên vú sữa, thà lấy tên trái khác thì người ta ăn người ta nói ngon, này tự nhiên lấy thêm lấy cái tên là vú sữa, nhưng mà ăn nó không giống trái vú sữa kia nha. Cái hành ra là cái nó không nói nó bị thất vọng liền luôn, bị thất vọng liền. Chứ thật ra vú sữa kia là biết sao không, mấy cái mé trong cái này nè ngon dữ lắm, ăn không, nó trơn trơn ngon lắm, trẻ ăn nữa thì nó cũng thôi không ăn nữa đâu, ăn nó kiểu giống như cái ruột thì cũng tựa tựa ruột vú sữa đi, nhưng mà nó không có chát, nó không có chát như vú sữa nha, mà nó vậy là một trái, cái mùi nó giống như trái mùi có hai khoai hộp lang à? Vậy trái được có hai hộp à, giống như mùi khoai lang với mùi sữa đặc á. Ừ, để chừa cho ngoan ăn nó, để giống đi, để lấy hộp để giống đi cho ngoan ăn thử. Còn nữa hả? Còn trái. Ôi, mà anh còn trái, còn nhiều trái lắm, trái luôn luôn ní ní mới ra vậy nè, nhóc luôn á. Ừ, còn trái đứng cây nhà trồng cho rồi. Ừ, còn cái cây đó còn nhỏ mà. Ừ, cây đó chắc nó bằng cây nhà không phải vậy, cây này nè bằng cây nhà vậy á. Ừ, chứ nó đâu có bự đâu, giờ ứng giờ trồng được á. Ừ, sát luôn, sát vỏ luôn. Bứng, sát để tháng mưa bứng giữa này trồng cho chắc. Hồi clip của Tiền tới đây cũng đã hết rồi, cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã xem hết clip nha. Còn bây giờ thì cả nhà Tiền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.